Ông mình xin chào cô chú yêu thích hoa lan toàn quốc. Và mấy hôm nay thì do bên con nghỉ lễ mình còn không có quay clip được, và hôm nay thì con sẽ quay một số clip hàng mới để cho các cô chú mình theo dõi và các cô chú mình ủng hộ bên kênh hoa lan bên con nha. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú.